Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, cho nên được rảnh rỗi là một, thứ hai nữa là trời âm u, cho nên thợ thiền họ nghĩ là buổi chiều, thì vậy mà bây giờ tôi phải đi chợ mua đồ cho hai cục cưng của tôi. Đã, các vị thấy không? Đã, đây là cái chợ chuyên bán đồ cho chim chó hoa kiển. Hello. Rồi, mời vô. Mua đồ cho mấy cục cưng tôi nè. Ồ, cái này là cái chỗ đồ nuôi cá. Mà mình đâu có nuôi cá, cá chậu chim lòn không nuôi đâu. Lỡ nuôi hai con chó rồi. Còn nhiêu tiền đây? Cái này là cái gì, một con 7 đồng ủa? Hả? Cái gì là 7 đồng mấy ta? Đó. Đi cho các vị xem một vòng chỗ nuôi, cái chỗ bán hồ nuôi cá nha. Rồi một con cá thì 5-6 đồng á. Ôi một con thì là 6 đồng nè. Đó. Mà tôi dứt khoát không bao giờ nuôi cá. Nuôi cá là mang tội lắm, tôi nói cá chậu chim lòng. Nhưng mà đi qua cho các vị coi nè nghe. Rồi con cá nhỏ vậy mà. Mà 5 đồng nè, 4 đồng 99 là 5 đồng. Hả? Cái bảy màu nhiêu tiền ở bên Việt Nam mình hả? Ồ, nó giống Việt Nam mình. Cái đuôi nó dài đẹp lắm. 3 đồng con hả? Ồ. Con này cá hấp chín nè, cá hồng chín nè. Cá này là cá hồng chín, tiếng Việt mình đó kêu là cá hồng chín. Gọi là cá hấp chín. Bên Việt Nam mới nó nhỏ đi vớt hả? Đó, vớt là cá bảy màu khác, còn là cá này là cá được nhân giống ra nó. Ồ. Rồi thôi, đi xuống thích cái cá hắc kiếm là cho thầy biết con cá hắc kiếm. Hắc kiếm là sao? Con cá hắc kiếm nó màu đen, hắc là đen đấy. Đi mua áo cho hai cục cưng, áo mùa lạnh cho cục cưng. Mua áo mùa lạnh cho hai cục cưng. Anh nào phải không? Hello. Cái này thực phẩm của nó. Hồi nãy mua rồi, thực phẩm phải, này không phải của chó. Này của con bò. Này của con bò. Bò, con sóc, con thỏ rồi. Nó, Mỹ. Nhiều khi nó dư. Chim. Chim. Không nuôi chim mà không nuôi cá thì nuôi chó thôi. Hai con chó dễ thương thôi. Ồ chim. Nó dễ thương không? Nó ngủ rồi nè. Chim nó ngủ rồi. Hả? Két. Nó két hả? Giống két của Úc Châu. Két. Giống két của Úc Châu nó không biết nói. Lợi nó ngủ ha. Lợi biết nói tới 6-7 ngàn đô. Cả chục ngàn đô. Đó, nó mở mắt kìa. Gõ nó mở mắt kìa, nó chó, ôi, kẹt ơi, kẹt. Đó. Đây là áo của con chó đó hả? Không, con gây xà, mua áo cho gây xà. Rồi 10 đồng cái hả? Cứ dòm hết coi. Gây xà tướng nó tướng đàn ông nên không mặc áo đầm được không ơi. Chắc mới ôm môi. Ghê xa. Hả? Mua hai bộ đi, bộ mặt bộ thai. Đó mà gơ quá. Nó không biết. Tôi ghê. Nhưng mà nó xé không? Nó đâu có cắn được. Thôi, tới 16 đồng là mua bên đây là rẻ nè. Mua áo đó. Đó. Nó 10 đồng chiếc hả? Nè, phải
Đây, được không? Ừ. Chị không coi coi. Ừ. Rồi dớ tụi nó nè. Ủa không lẽ nó có mặc quần xì tiếp nữa hả? Cái này nè chị. Có hết rồi. Tại đó coi chó ngon rồi đó. Ủa không phải yếm hả chị? Cái nó để đổi cái chắc cái gì dừa đó, năm nay là cái gì dừa nè. Ừ. Mà thôi đừng có mua cái nón, nó không chịu đâu. Cái lạnh mà thầy trồng nó, cái nó không có thì để ngoài sau cổ nó cũng phải chịu thôi. Còn cái đỏ đỏ dưới coi. Đỏ đỏ này không đi coi vừa trồng vòng đi, coi thêm 2-3 món nữa đi. Còn như bên kia nữa kìa, bên kia nhóc nữa kìa. Thấy không? Ừ. Của cổ nữa đó. Nó xà nó quậy quá. Cái này hả? Thấy không nhóc này đâu nè đó. Nè. Thầy đi coi, đi coi, đi vòng vòng coi coi. Đó. Chó lớn thấy mệt không? Chó nhỏ mình còn muốn chết. Cái nè, áo này nè, nó vừa nè. Đó bớt đê nó mới mặc được. Bớt đê, nó cái chuyện bớt đê, khi nào cho nó bớt đê thì phải mua cho nó bằng. Trời biết nó xanh ngày nào bớt đê. Thank you. Tùy thầy thích chứ lấy. Tại cái đó là bớt đê cho nó. Cái đầu nó ngậm phải không? Nó ngậm cho nó đừng có ngứa răng nè. Quậy quá nè, danh này giống nó nè, giống nó nè đó. Ừ. Sao? Ở đây là nguyên cái siêu thị của chó nè. Nhưng đó. Lạnh rồi, cái này mỏng lắm, nó mặc không được, nó lạnh cái lắm. Hồi nào con có nón, có nón của nó nữa kìa. Kể từ từ coi, kiếm từ từ coi. Cái này là cái dây thắt cổ đó phải không? Cái dây nào cuột nó. Quậy quá. Trời đủ hết trơn ha. Chó mà nó chó Mỹ nó có phước dễ sợ không? Đồ nó đủ hết trơn hết trội vậy đó quý vị. Mua đồ cho con chó. Thấy chưa? Rồi là sanh ra chó Mỹ nguyên một siêu thị của nó không á. Đó thấy chưa bà con thấy không? Sorry. Bà con thấy không? Nguyên siêu thị đồ sạch. Rồi nước hoa đầu của nó nè. Trời ơi thiệt. Chó sướng thiệt. Chó Mỹ mà. Sướng hơn. Thôi không giống nó sướng hơn người tội. Cái này nhiêu cái đây, áo này nhiêu cái. Bữa nào anh chàng thợ may ở Việt Nam tập may áo cho chó đi nghe. Tôi đặt cái vài chục bộ nghe anh Lệ Trung. Hả? Nó bỏ mình lên mua hả? Ừ, mình nó để đi vô đó rồi nó quy định cho tiền. Mình muốn trả bao nhiêu trả rồi phải đi chích thuốc, chích đò. Bỏ con chó rồi đó hả? Mèo. À bỏ con mèo. Con chó rồi tao bỏ trong cái shelter đó. Còn nếu mà không có thì chích thuốc. Shelter ở đâu? Không biết rồi. Nó có một cái shelter riêng. Ủa gì hả? Là thức ăn của chó đó phải không?
Đủ loại thức ăn của chó. Đồ hộp có, trời ơi, 20 đồng. Ok, nó có cái hiệu bên đây là Blue Buffalo. Cái gì? Bên đây là Neutral, cái này Grail. Ồ. Nó có nhiều loại để cho chó thích thú nó ăn. Cái loại chó nhỏ và chó lớn, cái giống chó nào ăn, cho ăn cái nào nào. Nó có cái Sand Diet, cái này là có cái mùi, cái Diet. Cái này nó cho bị béo phì. Mà chó bị béo phì con đẹp. Ở đồ người làm của nó là giường niệm của nó kìa. Đó, giường niệm của chó. Thấy không? Đủ hết trơn hết trọi. Đó, giường niệm, giường nằm đồ của chó nè đó. Bà con thấy chưa? Thấy cho Mỹ sướng không? Đó. Nguyên một siêu thị bán đồ cho con chó đó. Thấy chưa? Quá sát quá xa không? Đó, thức ăn của nó nè. Trời ơi, con túi vậy mà 18 đồng 18 đồng. Cái neutral này đó, nó là toàn là những cái rau củ quả mà nó làm ra với những cái lúa mạch. Trời, mấy cái nôi, mấy cái giường nằm của chó kìa. Đó, để cho bà con ở Việt Nam, ai mà quỷ hoại chó thấy rằng chó bên Mỹ nó có sướng không? Bên đây mà đập nó là chết liền đó. Thấy chưa bà con, thấy chó Mỹ không? Đó, nó quá nguyên một cái siêu thị vậy đó. Cái là đồ tươi, còn cái kia là đồ khô rồi. Nên đồ lạnh của chó, trời ơi, mắc tiền quá. Mấy anh ở Việt Nam tập may đồ cho chó đi, tôi mua đặt tôi mua. Đó, cái áo lạnh của chó thì mà 20 đồng nè, thấy không? Đó. Này 20 đồng nè, áo cho chó, thấy không? Mắc không? Đó, áo chó nè. Áo con chó, cái này có thể được á nha. Nó mặc vừa ha. Ê xà mà ngắn ha, bị ê xà nó dài. Nhỏ nó hơi nhỏ phải không? Nó lớn nữa ha. Mắc quá cái áo chó nè, trời ơi, tới 17 đồng á chú Lệ Trung ơi, Lệ Trôm. Tập mai cho nó đi tới 10 sợ mười mấy đồng cái đó. Vừa không? Đúng rồi, thôi mua cho nó cái đó đi, kiếm cái nữa. Một cái đó, cái đó đi, kiếm cái nữa. Hai cái thay cái đổi. Hai cái loại khác nhau đi. 16 đồng, 16 đồng 99 là 17 đồng. Nó ngắn quá. Ăn không có ăn mà nuôi chó phải tốn vậy. Hả? Thôi cái đó không đẹp ông ơi. Vậy thì lấy qua cái này. Ừ, cái này đi. Cái này cũng 17 đồng rồi, hai cái 34 đồng. Tay giặt nó sẽ rút, và khi tay giặt tay sấy thì phải cắm. 34 đồng hai cái áo nè, chưa tính thuế nữa hả? Không, đi năm tới nó lớn ra. Đó, ở Việt Nam ai tập mấy áo chó đi gửi qua đây tôi bán không cha. Áo nó ấm lắm hả? Nhưng mà gọi xà nó dơ. Cái mặt nó trà lết, chặt cực lắm. Áo này được rồi. Rồi, CC thì nhiều áo rồi.
Đấy, còn mấy con chim nè, chim dễ thương nè. Rồi bán nhiêu con? 40 đồng con chim, 39 đồng 99. Nó đẹp, nó đẹp. Ở đây nè, đây thôi. Cái này nhiêu tiền? Con này nhiêu? 500 mấy hả? Ồ, con kia mà 549 đồng. Con 10.000 đô nữa. Thôi, con kia vậy? 15.000 đô. 549 đồng. Quá trời quá đất không? 549 đồng con chim hay đâu cái gì? Ngon không? Có nhiều con 10.000 đô, 15.000 đô. Kim này nhiêu? Kim này 50 đồng. Ồ, kim ba lớn cái 50 đồng. Két biết nói ở Arizona đó, 10.000 đô một con, 8.000 đô một con. Nó biết nói thôi. Nó cho mình cái quy trình phải cho nó ăn bằng cái gì, ăn bằng cái gì. Tính 10.000 đô một con đó. Ủa quá, nó mua sợi dây cổ chó nè, áo CC nè. Thôi CC già và áo đầm có CC nằm nhà không mà nó khôn đâu ra ngoài. Thức ăn. Mấy ngày lễ cho nó đó hả? Là cái này gì, trà cho chó uống nữa hay gì? Không phải. Tự đâu có trà cho chó uống nữa chứ. Này giờ thải cho nó ngậm rồi hả? Ok. Ủa chứ mình tắm không được hả? Nó chó đẹp á hả? Nó đứng get ride đi nghe. Hả? Đứng get ride đi. Tôi đi kiếm sợi dây đó thôi. Đứng get ride đi. Để nó tới mình đi. Tôi đi kiếm cái sợi dây á. Chợ người ta lâu lắm, dây thì gửi làm kia thầy mua chứ ở đây đâu có dây. Có thầy ở dưới đó mà, ở đây đâu có dây đâu. Thầy muốn mua không dắt thầy xuống dưới mua dây dưới. Ở đâu? Ở chỗ dây đó nãy thầy có. Đi lại coi chỗ này nó bán gì đây. Rồi có luộc kẻ tóc luôn nữa kìa. Nó keo xịt tóc cho chó nữa. Đã nha, đủ út thôi nha. Vậy nè, muốn mua loại nào? Con này sợ nó nhỏ. Đó, dây nè, dưới, nè. Cho nó chắc đi. Không, tôi mua sợi dây rồi nè, mà không biết này. Nó tha ở đâu rồi, tôi kìm chưa ra nè. Thầy có cái dây kéo nhà đó, hồi xưa không nhớ nó là cái dây gì. Đúng rồi, thì mà không biết tôi bỏ nó, tôi đổ đó, đâu. Hồi trưa thầy còn có bằng cái dây gì? Trưa cuộc cái dây đó chặt cứng à. Còn cái dây đó nó có tặng đưa cái cổ đó. Hết đát luôn rồi, tôi đưa hết đát luôn rồi. Sợi dây mười mấy đồng. Không, tôi mua sợi rồi. 15 đồng nữa. Chị bự, phải lấy cái dây bự chút xíu. Không, giờ này nới ra được không? Nó có tặng đưa, nó có chứ. Có. Nới ra. Bự luôn hả? Bự kéo vô hả? Rồi, vậy đi cho nó xanh xanh đỏ đỏ đi. Rồi ba cái. Đi lại coi chỗ này chơi cái không ơi. Rồi tôi coi chỗ.